À, vâng, em xin chào quý vị. Đấy, hôm nay là cuối ngày rồi thì em nên thêm cho các anh ở đây là một đôi loa dòng mini size đại của Bioner. Đấy, dòng này là dòng Bioner N701. Đấy, tiếng rất là hay. Đấy, và cái tiếng bass của nó thì rất là sâu. Đấy, là chép rất sáng, phục vụ cho những anh là thích bass nhiều và chép sáng nhá. Thích bass dày, khỏe và chép sáng thì đây là một con mà em đánh giá là tiếng rất là hay của Bioner. Đấy. Đấy, dòng mini của Bioner nhá. Đấy. Đấy, con này thì nói là mini thôi nhưng mà size của nó cũng là thuộc vào dạng size to đấy. Đây, size đại quý vị. Đấy. Mini sẽ có size đại, size mini và size size đại, size tiểu và size trung. Đấy thì sẽ gọi này gọi là size đại nhá. Đấy, size đại đây quý vị nhìn, đấy, chiều ngang của nó là 17 cm. Đấy. Chiều sâu của nó là đi 23,5 cm, 22,5 cm. Đấy. Và chiều cao của nó là đi 26,5 cm. Đấy. Loa có đường viền, nếu nó hết viền bên ngoài của nó là 14,5. Đấy. Thì đây nếu như mà hãng nó báo nó sẽ là 14,5 nhá. Còn nếu như đo theo vành trong theo các anh này, nhiều anh thích chơi kiểu vành trong nhá thì là 12 cm. Đấy thì người bán thì cứ thích phải là hết tầm. Đấy. Còn người mua thì cứ thích kiểu nhỏ hết tầm. Đến lúc nào cũng một người bán thì muốn khuếch đại cái loa lên, còn đâu người mua lúc nào cũng muốn cái loa nhỏ xuống. Đấy thì em cũng chả biết bây giờ là em phải phải nơi khi nào, nên em đo cả hai kích thước, các anh tự cân nhắc đấy là xem là nó bao bát gì nhá. Thế còn từ xưa đến nay là hãng nó đo là nó đo hết viền ngoài và nó sẽ báo là bát 14,5. Đấy. Thế đấy kích thước của loa các em đọc rồi, bây giờ em sẽ cho quý vị xem về cái ngoại hình của loa. Đây, ngoại hình của loa đây. Loa này về thì phải nói rằng là đẹp. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Từ những cái thiết kế của nó này, viền nhôm, chép viền nhôm ở xung quanh cái vành khăn này, nên nó có một cái lớp nhung ở bên ngoài nhìn rất là đẹp. Đấy, ở trong là cái tép của nó, đấy, tép kiểu dạng màu trong trong như này rất là đẹp. Đấy. Của Bioner nhá. Đấy, loa thì là loa gân cao su này, gân cao su dày, đấy, gân cao su béo. Màng giấy đấy, nón của nó đây còn rất là đẹp, quý vị nhìn thấy không ạ, rất đẹp nhá, đẹp tuyệt vời luôn đấy. Đây quý vị xem đi, đấy, cái loa này thì gần như là đẹp, quá đẹp rồi. Còn tất nhiên đây là hàng bãi, em cũng xin nói luôn đây là hàng bãi thì nó sẽ có một vài vết nọ vết kia, em khẳng định là có, không thể nói là không có một tí vết nào. Thì cái điều đó là điều em chưa bao giờ khẳng định với khách hàng của anh ơi, cái loa này nó đẹp không một dấu xước anh ạ, không một vết xước, em xin lỗi luôn, không một vết xước thì có mà đi mua hàng mới. Còn hàng bãi ở đây là nó sẽ có một vài vết, chắc chắn luôn là chắc chắn nó có một vài vết nọ vết kia một tí, bởi vì là gì, trong quá trình sử dụng, trong quá trình người ta vận chuyển đi này, nó cái nọ nó cọ vào cái kia, nó không thể nào mà nói nó không xước được, chắc chắn nó sẽ có nhưng mà ít hay nhiều thôi đấy. Nhưng con này thì nói chung là tỷ lệ của nó là có rất ít cái vết xước đấy. Có nhưng không đáng kể. Đấy, và nếu nhìn tổng thể thì em nó quá đẹp. Đây. Đấy, cứ nhìn xem. Được chưa? Đây đằng sau của loa đây nhá, đằng sau loa đây. Đấy thì cái đây là con loa Bioner N701 như quý vị thấy ở đây, SN701NR. Công suất là đi 80W, trở kháng 4 ôm. Công suất rất là ra gì đấy, hàng made in Japan đấy, tức là được lắp ráp là cũng là cuối cùng ở Japan, nên nó đã in là made in Japan ở đây đấy, được chưa. Loa thì đây series của loa có luôn ở đây 2156 GP, trùng series nhau nhá. Đấy. Nép với cả ray gì đấy, đây một nép một ray, một trái một phải đây đấy. Một trái một phải thì tương ứng với cả hai lỗ thông hơi là một trái một phải này, có gì đâu đấy. Hay là thùng hơi bên. Ok nha. Thì đôi loa Bioner N701 này là hàng nó về rất là đẹp như này. Đấy và đây căng cái keo đầy đủ hết. Đấy căng keo đầy đủ hết đây. Đây là dòng loa được bọc từ chống nhiễu. Đấy. Đấy nha. Cái căng của loa đây. Đấy. Và bây giờ em xin mời quý vị nghe một đoạn chất âm của nó qua một cái bản liên khúc chiều mưa. Đấy. Đây. Con này tiếng bass nó rất là hay. Nó đậm tiếng, nó dày.
tất cả mọi thứ em đang để ở giữa, được chưa? Chưa hề can thiệp gì nhá, hoàn toàn để ở giữa, quý vị nghe đấy, giải bass giải chép của nó ra rất tốt đúng không? Từng giọt mưa, từng giọt buồn ngoài sân vắng, buồn loa này. Tôi dần. Từng giọt mưa như đang có tiếng nhá. Nào người có biết chăng? Từng giọt mưa, từng giọt buồn, nhiều vì vắng cuộc tình mình còn rơi mãi. Anh bắt đầu đẩy bát thêm vào đây. Trong tiếng mưa đêm, người nghe tiếng chép, tiếng bát nó dậy hẳn thế nào, có tiếng chép đẩy lên thêm thêm này. Ngoài trời khuya, giải chép này rất sáng luôn. Lòng nhớ cũng năm xưa. Đêm nào dìu em bước đi qua phố dài, đường in bóng đôi, nói cho nhau chỉ một lời thôi, nhớ mãi. Đêm nay còn mình tôi ngoài đường khuya, chuyện tình yêu vẫn vương ngày xưa, mưa ướt ê chê cùng đứa đón nhau về ấm đôi nhân tình trẻ. Một người xa ngang cuộc đời, một người đêm tay gối chia ly có gì vui. Trời mưa nghe giá buốt con tim xu anh vào kỷ niệm đều đang có tiếng bình thường chọn cả một đêm. Ok này. Thì bây giờ loa trái đằng kia của nó phải kéo tiếp theo rồi. Niềm cô đơn theo đường nhớ dài thêm, mưa kỷ niệm mưa tìm về gì vã. Anh đã yêu em mười mùa mưa trước, một mùa mưa hai đứa nhau bước sang hàng. Tình yêu đương khi thương vẫn còn thương, em đã vội bỏ trường xa xôi. Nếu như mà cái lo nó bị chia tép như này, không có giải tép nữa. Bởi vì em đã dùng hết giải tép xuống rồi, không đưa giải tép vào nữa. Đây, thì lúc này nó chỉ có giải lời và giải bát ở cái loa này thôi. Còn
ta chép hoàn toàn một tiếng như thế mà. Nên ta đẩy giải chép vào đây. Nhớ, nhớ mưa bong bóng, nhớ dáng em buồn, nhớ lệ em tuôn. Nhớ, nhớ mưa bong bóng, nhớ khi tan trường, em sáng vai anh, hai mái đầu xanh. Thì thầm ước em, hai mái đầu xanh, tình yêu trọn vẹn. Từng giọt mưa, từng giọt mưa, ngoài sân vắng, buổi chiều tối dần. Từng giọt mưa, như hàng dần, nào người có biết chăng. Từng giọt mưa, từng giọt buồn, như gì vắng của tình mình. Còn rơi mãi, không bờ bên. Ok, thì con đôi Pioneer N701 này giá của nó là đi 2.200.000. Thì bác nào mua hãy vui lòng liên hệ ngay cho em theo số điện thoại là 0966 594 581, hoặc số điện thoại 0979591682. Đấy, hai số này là hai người cầm nhé quý vị nhé, hai người cầm, một người là một anh Đức cầm, hai là em cầm. Đấy, nếu như quý vị gọi về số 0966 594581 không được thì vui lòng liên hệ sang số 0979591682 để gặp em giúp em. Bởi vì là đôi khi là anh Đức anh ấy có những cái việc anh ấy đi bên ngoài anh rất là bận. Có những lúc mà quý vị gọi thì có thể là vì một số lý do là đang nói chuyện với khách hàng thì không tiện nghe máy lắm, thì các anh gọi về số 82 giúp em. Đấy, thông cảm cho bên em một chút xíu, bởi vì đôi khi là có quá nhiều cuộc gọi đến mà mình không thể nào mà gọi hết, mình không thể nghe xuể được, thì quý vị gọi sang số 82 cho em nhé. Vâng, em xin cảm ơn các anh đã theo dõi video, và đừng quên hãy ủng hộ thêm cho Nguyên Vũ bằng cách là đăng ký kênh của bên em. Những anh nào chưa đăng ký thì đăng ký giúp em, còn anh nào đăng ký rồi thì cho chúng ta cho em xin thêm một like, một chia sẻ. Và chúng ta, những ai mà đã đăng ký rồi nhưng quên chưa đăng ký thông báo ấy, thì chúng ta là nhấn tiếp vào cái chuông và chọn tất cả thông báo cho em, thì sau này khi có các cái clip nó đưa lên thì chúng ta sẽ được nhận thông báo về máy. Vâng, em xin chào các anh.